Chào tất cả các bạn yêu Lan, mình là Ngọc Anh ở shop Hoa Lan Thanh Anh. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn, đây là những cây hồ điệp lá biêu. Và như các bạn nhìn thấy thì những cây hồ điệp lá biêu nó có màu sắc rất là rực rỡ với những bông hoa màu tím sọc hoặc là tím viêm. Và hồ điệp lá biêu thực sự đã từ lâu nó trở thành một trong những loài hồ điệp mà được tất cả các bạn đều rất là yêu quý, bởi vì trong những ngày Tết á, thì chúng ta biết những cái hồ điệp lá biêu này nó sẽ được xem là những cái hồ điệp nó tượng trưng cho tài lộc của ngày Tết, với sắc hoa rực rỡ, đặc biệt là màu lá với những cái viền vàng theo những cái đường đường lá rất là đẹp. Và màu vàng thì theo cách suy nghĩ của người Việt Nam chúng ta thì bao giờ nó cũng đem lại những điều may mắn, tài lộc. Tết thì chúng ta có hoa mai vàng, và thường là trong nhà sẽ trang trí rực rỡ những màu sắc mà trong đó màu vàng hoặc là màu đỏ sẽ là chủ đạo. Vậy thì những cái hồ điệp lá biêu như thế này á, khi các bạn chúng ta mua và trồng thì sẽ có hai cách để các bạn giúp cho hoa nó ra vòi hoa dài hay ngắn nha các bạn. Với những cây hồ điệp lá biêu thì ta nhìn cái màu lá của nó, ta đã cảm thấy một cái sự quyến rũ rồi. Vậy thì đỡ cho hoa của nó có thể ra nhiều, và đặc biệt là vòi hoa của nó đã có thể dài, thì khi cây bắt đầu nhú vòi đó, các bạn sẽ cung cấp cái hàm lượng kali nhiều từ GE chuối. Mình thì có bán GE chuối với giá là 40k một chai nửa lít. Và ở đây các bạn nên nhớ một điều rằng, khi mà cây đang ra hoa thì các bạn nên cho cây ăn nhiều cái lượng nắng một chút. Lượng nắng ở đây chúng ta có thể hướng cái vòi hoa theo cái hướng ánh sáng hoặc là nắng vào buổi sáng, thì vòi hoa sẽ phát triển dài ra, và đặc biệt là nó có thể phân hóa cái nụ hoa rất là nhanh. Và cái việc mà vòi hoa ra dài rồi nụ hoa được phân hóa nhanh đó, thì chúng ta sẽ có một cái cây hồ điệp nó có màu sắc rất là tươi, rất là đẹp. Và thực sự với những cây hồ điệp lá biêu như thế này thì các bạn sở chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui, đúng không? Chúng ta cảm thấy một điều gì đó đặc biệt khi chúng ta chăm sóc cái loại lan hồ điệp như thế này. Và ở đây thì với những cái hồ điệp này thì mình đã chia sẻ cho một số người bạn của mình, và mình quay lại để các bạn nhìn thấy, các bạn cảm nhận được cái hồ điệp lá biêu nó sẽ đẹp như thế nào. Và ở đây nhà mình luôn bao giờ cũng có những giống hồ điệp phân nhánh này, hồ điệp đại Đà Lạt, rồi hồ điệp khủng long đã cung cấp cho các bạn. Mình cũng sẽ là người đồng hành với các bạn trong việc hướng dẫn chăm sóc cây cũng như là cách mà ta kích hoa cho lan hồ điệp. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, mình muốn chia sẻ một vài hình ảnh để các bạn thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của giống lan hồ điệp lá biêu.